chào các bạn đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình có dịp đến Kerala thì có một người bạn mời mình qua chơi là ăn mừng chuyển nhà mới bạn. Thì xung quanh bên đây thì đều là chung cư không? Như bạn biết đấy, ở thành phố thì có nhiều chung cư, như bên mình ở thì toàn là nhà nhà thấp mà. Thì ở nhà mấy trăm mét cách xa nhau, thì còn ở đây thì nó khác, xung quanh đây toàn là nhà. Bạn xem mình đây. Biết nhà là mấy tầng? Bây giờ bọn mình cũng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tầng. 9 tầng á. Bây giờ là mùa xuân ở bên Phần Lan nè, thời tiết nắng nóng dần dần, mùa hè ập đến thì nó rất là đẹp. Mọi người theo chân mình nè, và đi tham quan chút ở xung quanh này để có những gì á. Khu bên này còn có nhà thông thường quay bên kia, bên này là nhà là gần nhau, thoải mái. Nhà kia mấy tầng nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng. Đây là 9 tầng. Rồi kia là chỗ nhà đấy. Lại bắt tay chủ nhà. Bắt tay chủ nhà nào. Nào em dân. Chủ nhà. Thì hôm nay là chỉ có vậy thôi mọi người. Thì mọi người cùng xem đoạn tiếp theo nha. Thì mình tí nữa mình vào trong thì mình sẽ quay cho các bạn xem bên trong nhà chung cư này như thế nào các bạn nha. Ok.